Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo cải thiện cũng như bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại thị trường Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm vô cùng nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc. Mà các bạn cũng đã biết, đấy chính là nhân sâm tươi Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là những củ sâm tươi Hàn Quốc ạ. Đây là dòng sâm tươi Hàn Quốc. Các củ sâm tươi đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là loại mà 6 củ một cân các bạn nhé. Và như các bạn cũng thể thấy thì sâm tươi Hàn Quốc được trồng nổi tiếng ở vùng núi Gyeongsan thuộc tỉnh Trung Cheongnam, Hàn Quốc. Và thường thì vụ sâm sẽ được thu hoạch vào tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Và điều kiện trồng sâm thì rất khó khăn các bạn ạ. Bởi cây sâm chỉ phát triển được khi mà nó ở nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh. Chính vì thế các nhà vườn trồng sâm thường xuyên là phải có những cái vải bạt che lên trên để nhằm đảm bảo là sâm không bị quá nóng hoặc quá lạnh để không bị hỏng rễ sâm, sâm mới phát triển được. Và chính vì vậy nên là họ luôn luôn phải có các máy móc đo về độ ẩm cũng như là tưới tiêu một cách hiện tại và nghiêm ngặt để làm sao đảm bảo được dưỡng chất cho sâm. Và sau khi mà trồng sâm được đủ 6 năm. Vâng, 6 năm thì chúng ta mới có thể thu hoạch được một củ sâm như thế này. Nên trong củ sâm nhân sâm tươi có rất nhiều các hoạt chất vô cùng quý giá. Trong một củ nhân sâm có 32 loại saponin hữu ích cho cơ thể như saponin RO, saponin RB1 hay saponin RB2 cùng nhiều loại khác nữa. Ngoài ra trong một củ nhân sâm bé nhỏ như thế này thôi nhưng có tới 17 loại axit béo kèm theo 20 nguyên tố vi lượng như coban, selen, sắt hay mangan cùng một nhiều nguyên tố vi lượng khác. Đặc biệt là ở trong nhân sâm từ Hàn Quốc thì có chứa một số hoạt chất vô cùng quý giá như là tinh dầu hay là glucid. Vâng. Và chính vì là trong củ nhân sâm tươi có rất nhiều các hoạt chất quý cũng như là các vitamin khoáng chất quý giá như vậy nên nó cũng có các công dụng rất là hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Không để các bạn chờ lâu thì sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe những công dụng rất là hữu ích của nhân sâm tươi Hàn Quốc. Vâng, khi chúng ta sử dụng nhân sâm tươi Hàn Quốc thì sẽ giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng của cơ thể, giúp chúng ta chống lại được các tác nhân độc hại hay là các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng sâm tươi Hàn Quốc, đối với những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường căng thẳng hay là làm việc bằng công việc lao động trí óc với áp lực cao thì khi chúng ta sử dụng nhân sâm tươi Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta giảm stress, giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp chúng ta ăn ngon, ngủ tốt hơn. Đối với các bệnh nhân về tim mạch thì khi chúng ta sử dụng sâm tươi Hàn Quốc đây ạ, sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và các bệnh lý về xơ vữa động mạch vành. Ngoài ra thì sâm tươi không chỉ có thể hỗ trợ các bệnh lý về tim mạch mà còn có thể hỗ trợ cả cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Bởi khi các bạn sử dụng sâm tươi Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta ổn định đường huyết và hỗ trợ điều trị các bệnh về tiểu đường. Đối với những ai mà đang bị bệnh về máu thì khi chúng ta sử dụng sâm tươi Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta bổ máu và điều trị các bệnh lý liên quan đến máu như là thiếu máu hay là nghèo chất dinh dưỡng trong máu. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng sâm tươi Hàn Quốc nó sẽ kích thích hoạt động của tuyến yên nên bổ thận tráng dương và giúp tăng cường sinh lý cho nam giới, giúp cuộc sống vợ chồng của chúng ta thêm phần hạnh phúc. Đối với chị em phụ nữ, khi sử dụng sâm tươi Hàn Quốc sẽ giúp khôi phục lại tế bào lão hóa ở da, nên giúp cải thiện làn da của chúng ta, giúp da chúng ta sáng mịn và căng bóng. Đây chính là một biện pháp chống lão hóa tự nhiên tốt nhất dành cho chị em phụ nữ. Vâng, đấy là toàn bộ những công dụng của nhân sâm tươi Hàn Quốc. Vậy làm cách nào để sử dụng sâm tươi một cách hiệu quả nhất để phát huy được hết tất cả những công dụng mà Ngọc Hoa vừa mới nói cho các bạn thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sâm tươi Hàn Quốc nhé. Đầu tiên Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mà hữu hiệu nhất cũng như là dễ làm nhất đối với nhân sâm tươi Hàn Quốc, đấy chính là sâm tẩm mật ong.
Để ngâm sâm mật ong thì chúng ta cần có mật ong và một cái lọ đựng các bạn nhé. Nên sử dụng lọ thủy tinh chứ đừng các bạn đừng ngâm vào lọ nhựa nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt phần cuống sâm này. Các cái thân sâm nhỏ này bạn có thể cắt ra ngâm cùng hoặc là chúng ta có thể cắt riêng ra sau đó rồi chúng ta hầm gà ăn cũng rất là tốt. Sau đó chúng ta sẽ cắt mỗi một lát chúng ta cần cắt nhỏ từ 2 đến 3 cm nhé. Hoa sẽ cắt tạm này cho các bạn hình dung ra. Chúng ta mở nắp ra này, cho sâm vào trong, sau đó đổ mật ong vào ngập kín của mặt sâm. Các bạn nên chọn loại mật ong nào có dưỡng chất cao, nếu mà được mật ong rừng thì càng tốt. Rồi. Đây các bạn nhìn này, nhớ là phải đổ mật ong ngập trên mặt sâm nhé các bạn nhé. Đừng để cho mật ong mà ít quá thì nó sẽ không tốt. Nó sẽ làm khô cái mặt sâm và sâm sẽ bị hỏng. Thì chúng ta sẽ hỏng mất. Sau đó các bạn nhớ là khi mà các bạn cho sâm cùng với mật ong vào rồi thì không được nén nhé. Mà hãy đậy nguyên nắp này vào để tránh cho kiến hay các cái con bọ không thể vào được bên trong. Với một lọ sâm ngâm mật ong thế này thì chúng ta sẽ ngâm trong vòng 1 tháng là chúng ta có thể sử dụng được rồi nhé. Mỗi một ngày thì các bạn sẽ sử dụng 2 lần và mỗi một lần thì các bạn sử dụng một thìa ăn cơm. Có thể dùng sâm trực tiếp này hoặc là các bạn có thể cho vào một cốc nước ấm các bạn uống thì nó sẽ rất là thơm ngon. Uống vào mỗi buổi sáng thì sẽ giúp chúng ta thải độc này, cũng như là phụ nữ thì sẽ giúp chúng ta có da dẻ mịn màng hơn. Cách thứ hai, đấy là chị em phụ nữ chúng ta thì rất thích nội trợ và nấu nướng đúng không ạ? Vậy thì không chỉ những sâm tươi không chỉ dùng để ngâm rượu hay là tẩm mật ong thôi đâu ạ, mà chúng ta còn có thể dùng để nấu ăn nữa. Đầu tiên là món sâm xào cật heo ạ. Sâm xào cật heo thì giúp bổ máu, ích khí và bổ thận. Nó thích hợp dùng trị các chứng như là hay hồi hộp, thở gấp, ê đau eo lưng, mất ngủ hay ra mồ hôi trộm. Ngoài món sâm xào cật heo thì chúng ta còn có thể nấu món cháo sâm nữa các bạn nhé. Cháo sâm thích hợp dùng cho người cơ thể bị suy nhược, người ăn uống không ngon miệng, người hay mất ngủ, thần kinh không ổn định hay những người mới ốm dậy. Và đặc biệt hơn nữa thì nhân sâm được mọi người biết đến nhiều nhất bởi món rượu sâm đúng không ạ? Một thức uống mà cánh mày râu và cả anh con trai thì rất là ưa chuộng. Vậy chúng ta sẽ làm cách nào để ngâm rượu sâm cho nó chính xác nhất ạ? Đây ạ, các bạn rửa sạch các củ sâm này nhé các bạn nhé. Sau khi chúng ta rửa sạch bằng nước lã thì chúng ta lau khô. Sau đó chúng ta rửa lại một lần nữa bằng rượu. Các bạn có biết làm tại sao chúng ta phải rửa bằng rượu không? Rửa bằng rượu sẽ giúp giữ màu sâm luôn vàng óng và không bị thôi nhựa sâm gây đen rượu. Ví dụ như là các bạn có thể ngâm, có những người có thích uống rượu lâu năm sẽ ngâm thời gian rất là dài, có khi là 1 năm đến 2 năm. Nếu như chúng ta không rửa rượu thì sau một thời gian dài ngâm rượu đó thì sâm sẽ thôi nhựa ra ở đầu cuống sâm đây ạ. Sẽ thôi nhựa ra và như thế sẽ làm đen cái rượu của chúng ta chứ không được vàng óng. Vậy thì sau khi chúng ta rửa nước, chúng ta nên rửa bằng rượu để khô, sau đó đặt các củ sâm này vào trong rượu. Cứ 200g sâm thì chúng ta sẽ ngâm 1 lít rượu và ngâm trong vòng hơn 2 tuần là chúng ta có thể sử dụng được rồi ạ. Các bạn nên sử dụng mỗi ngày 2 lần và mỗi lần thì chúng ta sử dụng một chén nhỏ thôi các bạn nhé. Rượu sâm thích hợp sử dụng cho người bị mất ngủ, ăn uống kém, người mới ốm dậy hay người bị suy nhược cơ thể. Đặc biệt, nếu như bạn là một người thích thưởng trà hay bố mẹ bạn là một người rất thích uống trà, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nhân sâm tươi để làm món trà sâm các bạn nhé.
Và cách sử dụng như thế nào ạ? Từ một củ sâm tươi này, chúng ta sẽ thái ra những lát mỏng như thế này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ thái những lát mỏng này và chúng ta để vào cốc. Mỗi một lần thì chúng ta có thể sử dụng 4 đến 5 lát, sau đó đun sôi nước, nước thật sôi các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đổ vào trong cốc trà sâm này. Đấy. Bạn sẽ đổ một lượng nước vừa đủ, sau đó chúng ta ngâm trong vòng 5 phút là chúng ta đã có một chén trà sâm rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Nếu như mà các bạn muốn có một vị sâm đậm đà hơn thì chúng ta có thể cho thêm một chút mật ong vào, nó sẽ rất là thơm cho món trà sâm của chúng ta. Và mỗi một lần thì từ những lát sâm tươi này chúng ta có thể pha từ 2 đến 3 lần đến khi nào nhạt thì thôi. Sau khi nhạt thì bã sâm tươi này có thể nhai và nuốt luôn. Món trà sâm này rất hữu ích dành cho những người hay mệt mỏi, hơi thở yếu và hay ra mồ hôi trộm, đặc biệt là những người có chứng bệnh về huyết áp. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách sử dụng sâm tươi Hàn Quốc làm sao cho hiệu quả nhất. Với phương châm của CoraShop 24 giờ, chất lượng là uy tín nên CoraShop 24 giờ luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo là bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn, để chồng mình khỏe hơn, để vợ mình đẹp hơn, hay để cho chính bố mẹ mình có một giấc ngủ ngon hơn, một cơ thể khỏe mạnh hơn, thì các bạn có thể liên hệ với CoraShop 24 giờ để đặt hàng sâm tươi Hàn Quốc. CoraShop 24 giờ luôn luôn có những chính sách đặc biệt dành cho khách hàng. Khi các bạn đặt mua hàng tại CoraShop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có nhân viên tư vấn tận tình, tận tâm, tư vấn phục vụ các bạn 24 trên 24. Nếu bạn là đang ở nội thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ ngày đặt hàng. Nếu như các bạn là những người ở ngoại thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng trong vòng từ 2 đến 4 ngày. Vâng, và với cam kết của chúng tôi, chất lượng của sản phẩm cũng tạo nên uy tín của CoraShop 24 giờ trên thị trường Việt Nam trong vòng 8 năm nay. Nên khi bạn nhận được hàng, bạn sẽ được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền, kể cả bạn bỏ ra sử dụng rồi nhé. Nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm bạn nhận được không giống như những gì video này bạn đang xem, thì chúng tôi sẽ cam kết bồi hoàn tiền lại cho các bạn ngay lập tức khi các bạn liên hệ với chúng tôi. Và chỉ với 3 phương thức đơn giản là các bạn có thể sở hữu sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân trong tay rồi. Thứ nhất, các bạn có thể gọi điện ngay theo số hotline 0979 149 256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để sử dụng sâm tươi Hàn Quốc một cách hiệu quả nhất, để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Cách thứ hai, bạn có thể kéo xuống phần dưới video này, kích vào đường link ở phần mô tả là các bạn sẽ truy cập được vào website corashop24h.com và đặt hàng ngay tại trên website. Cách thứ ba, các bạn có thể đến ngay siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ. Khi bạn đến siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ, bạn sẽ nhận được rất nhiều các chương trình ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ những chính sách cũng như là các phương thức đặt hàng cách nhanh chóng tại CoraShop 24 giờ. Hôm nay chúng tôi có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho 30 vị khách đầu tiên ạ. Vâng, với 30 vị khách đầu tiên đặt hàng ngay tại website corashop24h.com hoặc liên hệ ngay với số hotline 0979 149 256, các bạn sẽ nhận được một mức giá ưu đãi dành cho sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân, hoặc là các bạn sẽ nhận được những quà tặng vô cùng đặc biệt trong chương trình này ạ. Các bạn hãy ấn vào phía bên phải của Ngọc Hoa. Ở trong danh sách phát đó, Ngọc Hoa đã nói rất chi tiết cụ thể về tất cả những gì liên quan đến nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới cùng với quả chuông nhỏ để nhận được thông báo về những video mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ.